Xin chào các bạn. Nếu bạn là 8X hoặc đầu 9X mới, thì bạn có thể đã từng chơi những trò chơi vô cùng thú vị này rồi. Thời gian trôi qua sẽ không trở lại, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sống lại những ngày tháng xưa cũ với những trò chơi của thời thơ ấu. Trò chơi đầu tiên là làm súng bằng ống trúc. Tôi cắt lấy một đoạn trúc to, sau đó cắt tại vị trí bên dưới của mắt ống, nên làm cẩn thận để nó không bị nứt. Rồi làm láng phần bên dưới đi. Ta sẽ được đoạn trúc với một đầu bị chặn và một đầu như thế này. Chúng ta sẽ tạo thêm rãnh dọc trên thân của nó bằng cách cắt tại hai vị trí như bạn thấy tôi đang làm. Rồi tách bỏ phần đó đi, tiếp tục làm nhẵn rãnh của nó. Tôi lấy một miếng trúc khác, chẻ nhỏ miếng trúc sao cho đặt vừa vào lòng súng, rồi làm nhẵn các cạnh của miếng trúc, chuốt mỏng miếng trúc để tạo thành hình vòng cung mà không bị gãy. Sau đó uốn cong nó lại và để vào lòng khe. Các bạn nhớ là miếng trúc phải được tạo thành hình vòng cung và cách hoạt động của nó sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta cần tìm những đoạn tre ngắn để làm đạn. Đặt viên đạn vào ống từ phía trước, dốc ngược nó lên và kéo cò lại một chút. Bạn thấy đạn sẽ di chuyển theo sau đó. Ta nhắm vào chỗ cần bắn và thả cò. Nó bắn cũng khá mạnh. Mỗi lần bắn xong ta nạp đạn và tiếp tục trận chiến. Sau khi chơi được một thời gian và đã chán trò chơi bắn súng, chúng tôi ra bụi dâm bụt trước nhà, tìm những cành có lá màu xanh xen theo những bông hoa màu đỏ rất đẹp mắt. Tôi chọn một bông hoa để làm lồng đèn. Đầu tiên là tôi xé nhỏ phần nhị hoa. Các bạn nhớ làm cẩn thận, không để bị đứt đoạn dây mỏng nằm chính giữa nhị hoa nhé. Sau đó nhẹ nhàng tách và kéo cuốn hoa ra khỏi cánh hoa. Chúng ta có được một lồng đèn từ hoa râm bụt rất là đẹp mắt. Cành cây có lá màu xanh và những bông hoa còn lại, chúng tôi dùng để làm bong bóng xà phòng. Đầu tiên là tôi tách những cánh hoa và cho vào một cái gáo dừa mà tôi đã nhặt được gần nhà. Những cánh hoa này sẽ giúp bong bóng xà phòng có màu rất đẹp. Tiếp theo tôi thêm lá cây râm bụt vào. Lá cây sẽ giúp cho bong bóng lâu vỡ hơn. Rồi dùng dao đâm nhuyễn hỗn hợp cánh và lá hoa lại với nhau. Cho thêm một tí nước và một ít nước rửa chén. Cuối cùng, tôi khuấy đều hỗn hợp đó lại. Tôi lấy một ít lá dừa xanh đã chuẩn bị trước đó. Dùng dao tách cái phần gân lá và cắt bỏ phần ngọn để tạo thành một vòng tròn nhỏ như bạn thấy. Tôi nhúng vào hỗn hợp đã làm và thổi nhẹ,
ta sẽ thấy nó tạo ra những cái bong bóng có màu sắc rất là đẹp. Vậy là mình đã được 3 trò chơi rồi. Tôi vào nhà lấy hai lon thiếc mà mình đã để dành từ hôm trước, một lon còn nắp phía trên và một lon trống. Với lon có nắp, ta sẽ dùng đinh đóng vào điểm chính giữa của nắp và đáy lon để tạo thành hai lỗ trống thông nhau như bạn thấy. Lon còn lại, ta sẽ úp vào một đầu cây tròn, tạo một lỗ ở giữa thân lon và một lỗ khác ở phía đối diện. Tiếp theo, chúng ta lấy một căm xe đạp xỏ vào, xuyên qua hai lỗ của lon và tiếp tục đẩy căm qua để nó dư ra một đoạn dài khoảng 13 cm. Sau đó dùng kìm bẻ lên để tạo thành góc vuông. Bây giờ bạn đặt căm này hướng lên và bẻ vuông phần căm xe ở phía đối diện, sao cho nó tạo thành góc vuông khoảng 45 độ so với trục đứng. Sau đó lắp vào hệ thống lúc nãy. Rồi bẻ ngang phần dư này để gài lon lại, tránh làm nó bị rớt ra khi chơi. Bây giờ tôi sẽ tìm một thanh trúc thẳng với độ dài khoảng 1,5 m, gạt bỏ các nhánh dư ở mắt ống đi, rồi lắp phần căm xe dư này vào và dùng dây cao su quấn xung quanh để buộc chặt lại. Xong rồi, chúng ta đã có một chiếc xe đẩy được làm từ lon để chơi trước sân nhà. Khi chúng ta đẩy, lon bên dưới lăn sẽ làm lon phía trên xoay tròn và quay với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần. Nếu bạn đẩy xe càng nhanh thì lon trên sẽ quay càng giống như một chiếc kim chóng.